Xin chào các bạn. Ở video clip này mình sẽ chia sẻ với các bạn là cái cách thức chúng ta ngồi ở trên ô tô làm sao để cho những cái khi chúng ta thực hiện những cái hành trình dài thì chúng ta sẽ không bị mỏi và chúng ta cũng đỡ mệt hơn khi chúng ta thực hiện những hành trình dài nha các bạn. Mình làm video clip này là bởi vì là khi mình chia sẻ một số cái hành trình mình đã đi xuyên Việt, đi những hành trình dài á, và khi mà mình chia sẻ lên thì các bạn nói là đi có cách nào ngồi như thế nào để mà mình đỡ mỏi đỡ mệt hay không, và thường thì mọi người sẽ không có đi được cái khoảng cách xa. Trong cái hành trình xuyên Việt của mình thì các bạn có thể xem trên cái các cái clip mà mình chia sẻ thì các bạn có thể thấy rằng là mình có chia sẻ là một mỗi lần đi ấy, thì mình nghỉ mình lái tầm 100 km đến 120 km mình mới nghỉ một lần. Nhiều bạn nói là lái như vậy sẽ rất là mệt, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái trải nghiệm của mình. Ở đây là cái kinh nghiệm của mình, nó không phải là nó có thể nó không đúng tất cả, nhưng mà nó là cái những cái gì mình đã trải qua, nên là có thể các bạn sử dụng nó để có thể tham khảo nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái mà mình thực hiện và đã giúp cho mình không bị mỏi lưng. Bởi khi chúng ta ngồi các bạn thì nếu các bạn ngồi không đúng tư thế thì chúng ta sẽ bị mỏi lưng ở đây, rất là mỏi lưng nha các bạn. Vì bây giờ đây là cái mà mình đã thực hiện, mình sẽ chia sẻ với các bạn này. Mình sẽ quay cái camera về sau. Bây giờ thứ nhất này, các bạn nhìn thấy cái ghế mình ngồi. Nếu cái ghế mình ngồi và so với cái ghế ở bên kia thì các bạn thấy cái ghế kia nó hơi là gấp về đằng trước, đúng không? Đó, thì cái ghế mình ngồi thì nó ngả về đằng sau một chút xíu nha các bạn. Nó ngả về đằng sau một chút xíu như thế này. Đó, thứ hai là khoảng cách chân của mình ấy, khi mình lái các bạn, thì khi mình ngồi lên như thế này. Đây, bây giờ mình sẽ xoay ra cho các bạn xem. Nào. Đó, đây. Đây, khi mình lái ấy, các bạn, thì các bạn hình dung này, chúng ta ngồi lên xe như thế này, và cái chân của chúng ta nếu mà gấp khúc như thế này thì nó làm cho chúng ta mỏi. Vậy thì cái cách mà chúng ta ngồi ấy, thì nên để cho cái chân chúng ta nó duỗi ra được như thế này. Đây là cái cách mình ngồi. Cái chân mình lúc nào cũng duỗi như thế này, và đây là nó tạo thành một cái tư thế ngồi, nó duỗi chân thẳng như thế này và rất là thoải mái. Nó không quá gần và nó không quá xa, nó không phải quá xa để chúng ta không thể điều khiển được. Đó, và cái chân chúng ta nếu chúng ta đạp hết ga thì nó cũng đến như thế này, và đạp hết thắng nó cũng đến đây. Đó, chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy này, chúng ta đến được đây, đúng không? Đó, đạp như thế này. Nhưng cái điều quan trọng nhất là mình thấy là khi ngồi như thế này thì cái lưng mình á các bạn, nó rất là thoải mái. Đây là cái tư thế ngồi rất là thoải mái và nó làm cho mình không có bị mệt. Đấy là cái điều quan trọng nhất nha các bạn. Còn cái nữa, một trong những cái yếu tố mà làm cho mình không bị mệt trong những chuyến đi ấy các bạn, đó là điều hòa mình bật này. Điều hòa mình bật ở đây thì các bạn có thể thấy ở đây là mình bật 26 độ. Đây các bạn, lúc nào mình chỉ bật 26 độ thôi. Và mình bật số 2 hoặc số 3 đều được nha các bạn, thì là đủ này. Hiện tại mình đang chạy chiếc EcoSport đời 2019 nha, phiên bản Titanium máy 1.5. Một cái điều đặc biệt nữa mà các bạn phải chú ý, đó là ở trên đây này các bạn này, cái hệ thống, các bạn thấy ở đây các cái máy, các cái xe thì nó đều có hệ thống TCS. Cái hệ thống TCS này các bạn chú ý, nếu mà trên màn hình của các bạn mà thấy nó là off như thế này thì các bạn sẽ bật cho nó on lên nha. On lên. Đó, thì cái cơ chế TCS là gì? Cái điều này rất là quan trọng nha các bạn. Những chiếc xe, mình không biết các chiếc xe khác như thế nào, nhưng mà với những chiếc xe như là chiếc xe EcoSport của mình ấy, thì nó có một cái trợ lực lái rất là nhẹ. Thật sự mà nói các bạn, nếu mà đi mình gặp cái đường thẳng thì hầu như mình chẳng cần phải tác động thêm một tí lực nào hết các bạn. Và mình chỉ cần đặt tay như thế này, hoặc thậm chí là một ngón tay thôi, là xe nó cứ vậy, nó bon bon, nó chạy đường thẳng. Nó còn nếu mà khi mà gặp cái đường cong ấy, thì mình chỉ cần vuốt nhẹ thôi, rất là nhẹ, và cái lực của mình đó, cái lực ấy, để mà mình tiếp xúc vô lăng ấy, đó, mình tác động vô vô lăng ấy, thì nó rất là ít. Chính vì thế nó cũng làm cho mình không có bị mỏi tay khi mình lái đường dài. Đấy các bạn, đó, đây là cái tư thế của mình lái này các bạn, mình lái như thế này. Đó các bạn thấy không? Hiện tại mình đang thiết kế, mình chuẩn bị phải đi Yên Bái, nên là mình thiết kế như thế này, và mình đi Yên Bái mình cũng lái như thế này. Lát nữa trên giữa đường mình sẽ dừng lại để cho các bạn xem ha. Mình đang là chuẩn bị đi Yên Bái. Và khi mà chúng ta bật cái TCS lên, cái TCS tại sao nó quan trọng? Cái TCS là một cái hệ thống
chống trượt khi mà chúng ta vào cua các bạn. Nếu các bạn không bật nó lên thì các bạn thứ nhất các bạn phải tác động cái lực rất là nhiều. Đó. Thứ hai ấy, là xe của bạn ấy, nó sẽ dễ bị trượt. Nhưng khi mà bạn bật cái TCS lên thì cái chuyện gì xảy ra? Hệ thống nó sẽ tự động làm để nó làm nó sẽ tự động điều chỉnh tinh chỉnh để làm sao đó cho chiếc xe của bạn á nó không bị trượt khi các bạn vào các khúc cua. Và lúc đó cái lực mà bạn tác động lên chiếc xe của các bạn khi mà bạn vào trong các khúc cua nó cũng là nhẹ nhất nha các bạn. Đó thì vậy thì khi mà các bạn chạy đường dài thì các bạn nhớ bật nó lên nha các bạn. Khi mà chúng ta bật cái TCS lên thì khi mà vào cua thì nó sẽ giúp cho cái việc mà vào cua rất là dễ dàng, xe nó không bị trượt và đồng thời lực để mà chúng ta tác động đến vô lăng cũng rất là nhỏ nha các bạn. Đó là cái lợi ích khi mà mình dùng TCS. Rồi, như vậy thì cái việc mà chúng ta ngồi, tư thế chúng ta ngồi này, đó, rồi cái hệ thống TCS và cái điều hòa, theo mình đó là ba cái về mặt kỹ thuật nó sẽ là cái ảnh hưởng đến cái việc là bạn có bị mệt, bị mỏi hay không khi mà bạn lái đường dài. Còn một yếu tố nữa đó là cái việc mà chúng ta nghỉ thì mình chia sẻ với các bạn rằng là cái này là mỗi người thôi. Mình cũng không phải là cái người quá khỏe, mình cũng là người bình thường thôi. Tuy nhiên thì có một điều đó là mỗi khi mà mình chạy á thì mình sẽ dừng ở mỗi cái đoạn là 100 đến 120 km thì mình dừng một lần. Và cái thời gian dừng nghỉ của mình là tối thiểu là 30 phút và đến 45 phút một lần. Và cứ một đoạn như vậy thì mình sẽ dừng 120 km là mình dừng một lần. Đó, quá lắm thì 125 km thì mình dừng một lần để mình nghỉ ngơi và đồng thời cũng để cho xe nó phục hồi cũng như là nó mát máy đi và xe chúng ta nó sẽ bền. Của bền thì tại người, nếu chúng ta yêu xe thì xe nó cũng sẽ yêu chúng ta và nó sẽ đồng hành với chúng ta nó sẽ đồng hành với chúng ta lâu dài hơn, đúng không các bạn? Đấy là cái mà hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn nha các bạn. Để chúng ta khi chúng ta chạy xe thì chúng ta lưu ý, nếu chúng ta muốn chạy đường dài mà không mệt thì chúng ta như vậy. Còn một điều nhỏ nữa nó cũng là một cái điều quyết định đến cái việc là bạn có khả năng tập trung hay là bạn có bị chi phối nhiều hay không. Đó là cái việc mà cái hướng của điều hòa, hướng gió này các bạn. Cái này quan trọng lắm nha. Cái này là cái kinh nghiệm của mình, là khi mà nếu mà chúng ta để cái hướng gió điều hòa mà phả thẳng vào mặt chúng ta thì chắc chắn bạn sẽ khó mà chạy đường dài được. Cái cách tốt nhất là bạn nên thả xuống dưới thân của mình hoặc đưa qua bên mé cửa. Ở bên phía này thì không nên trực tiếp xả vào mặt mình, mà các bạn hãy để cho nó xả qua ra chính giữa này. Ra chính giữa của cái xe này, hoặc là xả lên trên này để cho nó đi về phía đằng sau cho nó mát cả xe nữa, hoặc là đưa xuống dưới này để chúng ta có được cái mát ở dưới đây các bạn. Các bạn hiểu gì không ạ? Đó, như vậy thì cái hướng của cái điều hòa này, cái hướng của cái gió này nó cũng góp phần vô cái việc là chúng ta có bị mệt hay không. Bởi vì các bạn biết rằng là nếu mà gió điều hòa, đây bây giờ mình đóng cái xe này lại nha. Cái gió điều hòa các bạn, nó đó mà thì nó làm cho chúng ta mất cái độ ẩm. Và nếu mà các bạn nghĩ coi, nếu mà gió mà nó cứ phả thẳng vô mặt chúng ta như thế này thì chắc chắn là cái mắt chúng ta sẽ bị mỏi. Bởi vì sao? Mắt mỏi bởi vì chúng ta bị mất nước ở mắt, mà chúng ta phải chớp nhiều hoài này thì làm cho mắt chúng ta mỏi, đúng không ạ? Đó, vậy thì nếu các bạn muốn không bị mỏi mệt thì về mắt thì các bạn sẽ cho điều hòa qua hướng khác. Cái đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là ngay cả khi các bạn gió nó phả nhiều qua người của chúng ta nó làm cho chúng ta mất nước. Đó, và đấy cũng là cái yếu tố làm cho các bạn mệt nha các bạn. Như vậy thì để cho chúng ta không mệt khi chúng ta đi lái xe đường dài thì các bạn nhớ một số cái yếu tố như sau. Thứ nhất là, đặc biệt nhất là cái chỗ mà cái tư thế các bạn ngồi. Đó, hãy ngồi hơi ngả ra phía sau một chút xíu. Thứ hai là cái chân các bạn phải duỗi được ra như thế này thì nó sẽ là một cái tư thế ngồi thoải mái nhất. Đó, tay lái của các bạn nó không cần quá căng như thế này, nó như thế này là đủ rồi. Đúng không? Nó xa xa như thế này là đẹp rồi nha. Đó.
Đó là thứ nhất. Thứ hai là bật, nhớ bật cái TCS lên để chúng ta phải tác động vào vô lăng ít nhất có thể. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba đó là cái điều hòa. Điều hòa các bạn hãy bật một cái chế độ điều hòa vừa phải, đừng lạnh quá và đừng nóng quá nha các bạn. Và thứ tư đó là gì? Là các bạn hãy nhớ điều chỉnh cái hướng gió ở trong điều hòa của các bạn. Hãy để cho cái điều hòa của các bạn á, nó đừng có phả trực tiếp vào mặt của cái chúng ta này, vào chân, vào tay của chúng ta, điều đó cũng không có tốt nha các bạn. Đó là sẽ làm cho chúng ta mệt. Như vậy thì một khi mà chúng ta thực hiện bốn yếu tố đó, cộng với cái việc mà chúng ta nghỉ trên một cái cung đường dài, chúng ta cứ nghỉ khoảng 100 đến 120 km chúng ta nghỉ một lần, thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ có được cái, chúng ta sẽ duy trì được cái sức khỏe, chúng ta có được một cái hành trình chúng ta có thể lái nó dài hơn. Đó là cái trải nghiệm của mình. Không biết là các bạn sẽ như thế nào, nhưng mà mình đã lái xuyên Việt 3 lần rồi, mình cũng đi rất nhiều cái cung đường rồi, gần như là cả nước này thì mình đã cùng với chiếc EcoSport này đã đi cả nước rồi, gần như không còn một cái cung đường nào mà mình chưa đi đâu. Nên là đó là trải nghiệm của mình, thì mình chia sẻ với các bạn như vậy nhé. Còn không biết là nó sẽ có giúp ích được cho các bạn nhiều hay không, thì các bạn hãy, nếu các bạn có áp dụng và các bạn thấy có hiệu quả thì các bạn hãy chia sẻ cho mọi người nhé các bạn. Còn nếu các bạn có ý kiến thì các bạn cũng comment ở phía dưới này các bạn. Rồi, ok, đó là cái chia sẻ của mình, đó là trải nghiệm của mình, thì mình chia sẻ với các bạn nha. Hy vọng là nó sẽ giúp ích cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.